Chào các bác nhá. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một loại sản phẩm mới. Đó là cái thiết bị làm sưởi lắp bồn cầu. Và bây giờ mình sẽ test xem cái hiệu quả của nó như thế nào cho các bạn cùng xem nhé. Thì ở đây là có một cái bộ đổi nguồn này. Và đây là cái thiết bị làm ấm lắp bồn cầu. Đây mình sẽ bóc này ra. Cái này thì nó sẽ phù hợp với cả tất cả gần như là các loại lắp bồn cầu trên thị trường nhé, nên các bác cũng dùng yên tâm. Tiếp theo một bên nữa nhé. Ok rồi. Đây nó cũng rất là gọn đấy. Dễ dàng. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đấy. Giờ mình sẽ dùng cái này nhé. Cái lối hai cái này nó không. Ở đây thì nó có thêm một cái rồi thì bây giờ mình sẽ cắm thử điện test xem cái hiệu quả của nó là sao các bạn nhé. Ở đây mình có một cái đổi nguồn này. Cái này điều chỉnh về nhiệt độ này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy xem nó không hề gọi là phức tạp một chút nào.
đang bắt đầu cảm thấy hơi ấm rồi đâu các bạn. Này thì rất là thích hợp để dùng cho mùa đông. Khi mà ngồi mình sẽ có cảm giác này nó dễ chịu. Đấy, rất là ấm luôn. Ok. Các bạn muốn đặt hàng cái sản phẩm này thì liên hệ với cả số điện thoại của mình ở bên dưới nhé. Xin cảm ơn và xin chào các bạn nha.